quân đội điều trực thăng cứu hộ, cứu trợ vùng mưa lũ phía Bắc. Quân chủng phòng không, không quân đã điều 3 trực thăng thuộc trung đoàn 916 tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn người dân vùng lũ tại các tỉnh Yên Bái và Cao Bằng. Ngày 11 tháng 9, thông tin từ Bộ Quốc phòng, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ trên phạm vi toàn miền Bắc, thực hiện mệnh lệnh của cấp trên, Trung đoàn 916, Sư đoàn 371, Quân chủng phòng không, không quân đã xây dựng các phương án sử dụng máy bay trực thăng tổ chức cứu hộ, cứu trợ. Theo đó, quân chủng phòng không, không quân đã điều 3 trực thăng thuộc Trung đoàn 916 tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn người dân vùng lũ tại các tỉnh Yên Bái và Cao Bằng. Trong đó, hai trực thăng trực tiếp tham gia cứu trợ là Mi-171 và Mi-17 cùng một Mi-7 dự bị. Đoàn sẽ chia làm hai tổ bay tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không tại khu vực lũ của các địa phương. Đồng thời, vận chuyển hàng hóa, lương thực thiết yếu để cứu trợ người dân vùng lũ như mì tôm, nước uống, bánh mì, phao cứu sinh. Sau khi xác định được phương án thực hiện nhiệm vụ, trực thăng thực hiện cứu hộ, cứu nạn bằng phương pháp treo cẩu hoặc hạ cánh tại bãi, thả hàng để vận chuyển nhu yếu phẩm. Hiện, Trung đoàn Không quân 916 hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Chỉ huy Trung đoàn Không quân 916 khẳng định, mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhất là phi công, thành viên tổ bay của đơn vị đều xác định trong bất cứ tình huống nào phải khắc phục mọi khó khăn gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng bay vào tâm lũ để ứng cứu, viện trợ cho người dân. Cũng trong những ngày qua, ngay sau khi bão số 3 gây thiệt hại nặng cho các tỉnh phía Bắc, các đơn vị thuộc quân chủng phòng không, không quân đã tổ chức lực lượng, phương tiện, phối hợp với các địa phương trên địa bàn đóng quân tích cực giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả.